Trong hai ngày 4 và 5 tháng 7 tại thành phố Vũng Tàu, Ban giám khảo Hội thi thư viện phòng độc, Phòng Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân năm 2023 tổ chức chấm thi tại Trung 2 Hải quân. Tham gia hội thi có các đơn vị Thư viện vùng 2 Hải quân, Thư viện Lữ đoàn 171 và Phòng Hồ Chí Minh Hải đội 5, Lữ đoàn 125 ở thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thi thư viện phòng độc, Phòng Hồ Chí Minh của Quân chủng Hải quân gồm: của đánh giá cơ sở vật chất thư viện, phòng đọc độc lập, phòng Hồ Chí Minh, tòa đàm sách, giới thiệu phòng Hồ Chí Minh, sổ sách thư viện, phòng đọc phòng Hồ Chí Minh tại các đơn vị, thiên trần thức, clip tuyên truyền sách, phát thanh hội bộ. Hội thi giúp quân chủng hải quân đánh giá chất lượng hoạt động của thư viện phòng đọc phòng Hồ Chí Minh trong quân chủng, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ duy trì nền nếp hoạt động thư viện phòng đọc phòng Hồ Chí Minh tại đơn vị. Hội thi còn là dịp để các thí sinh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng sách, báo, tạp chí, ấn phẩm văn hóa, cơ sở vật chất, trang bị thiết chế văn hóa thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh ở đơn vị. Theo kế hoạch, hội thi sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 7.